Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Tư, ngày 16 tháng 3 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch trưa hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới tăng nhẹ trở lại, hiện tại tăng 4 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ tăng là 0,22% so với lúc mở cửa phiên này. Hiện tại thì đang giao dịch ở mức 1.921,91 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.914,90 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.924,59 đô la Mỹ trên ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,06%, hiện tại đang giao dịch ở mức 98,954 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng quay đầu giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,20%, hiện tại đang giao dịch ở mức 39.223,64 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện tại đang giao dịch ở mức 2,149% trên một năm. Trên thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng trở lại, hiện tại tăng 1,835 đô la Mỹ trên một thùng và với tỷ lệ tăng là 1,93%. Thời điểm này thì đang giao dịch ở mức 96,980 điểm. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin phân tích trên thị trường vàng thế giới. Trong phiên giao dịch ngày 15 tháng 3, giá vàng thế giới đi xuống. Giữa bối cảnh nhà đầu tư chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra trong hai ngày 15 đến ngày 16 tháng 3 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Cụ thể, giá vàng giao dịch kỳ hạn tại Mỹ giảm 1,59% xuống 1.929,7 đô mỗi ounce. Chủ tịch Fed Jerome Powell đầu tháng này cho biết Fed sẽ bắt đầu tăng lãi suất một cách cẩn trọng tại cuộc họp tháng 3, song cũng sẵn sàng điều chỉnh lãi suất mạnh tay hơn nếu lạm phát không hạ nhiệt nhanh như mong đợi. Ngoài ra, giá vàng còn chịu thêm sức ép khi Bộ Lao động Mỹ thông báo trong tháng 2 chỉ số giá sản xuất, PPI, đã tăng 0,8% so với tháng trước và 10% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu cho thấy tỷ lệ lạm phát cao nhất trong 40 năm khó có thể hạ nhiệt trong mùa xuân. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp đánh dấu đà lao dốc không phanh của giá vàng thế giới. Trong phiên, có thời điểm giá vàng thế giới giảm sâu về 1.914 đô mỗi ounce, hướng đến vùng 1.900 đô mỗi ounce. Như vậy, nếu tính từ đỉnh 2.073 đô mỗi ounce của giá vàng lập vào tuần trước, giá vàng hôm nay đã bốc hơi tới 156 đô mỗi ounce, tương đương mức giảm 4,3 triệu đồng mỗi lượng. Tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước ở điểm này, sau đây sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch trưa ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, giá vàng trên thị trường thế giới suy giảm khá mạnh trong phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng hôm nay. Tuy nhiên, với thị trường vàng trong nước thời điểm này chỉ điều chỉnh giảm nhẹ, thậm chí là một số hệ thống kinh doanh còn điều chỉnh tăng. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.730.000, bán ra 6.860.000, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. SJC Hà Nội mua vào 6.730.000, bán ra 6.862.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. SJC Đà Nẵng mua vào 6.730.000, bán ra 6.862.000, giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.720.000, bán ra 6.870.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán. PNG Hà Nội mua vào 6.720.000, bán ra 6.870.000, tăng 40.000 ở chiều mua vào, 20.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.650.000, bán ra 6.850.000. Doji Hà Nội mua vào 6.700.000, bán ra 6.820.000. Phú Quý SJC mua vào 6.700.000, bán ra 6.850.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào, tăng 30.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.693.000, bán ra 6.818.000. Mi Hồng SJC mua vào 6.670.000, bán ra 6.770.000, tăng 20.000 ở chiều mua vào, giảm 10.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng.
Ngân hàng Eximbank mua vào 6.770.000, bán ra 6.850.000, tăng 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.580.000, bán ra 6.750.000, giảm 110.000 ở chiều mua vào, 60.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.700.000, bán ra 6.820.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.740.000, bán ra 6.872.000. Tiếp đến là giá vàng STC ở một số tỉnh, thành phố khác. Thời điểm hiện tại thì giá vàng STC ở một số tỉnh, thành phố khác cũng chỉ giảm nhẹ trong khoảng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang mua vào 6.730.000, bán ra 6.862.000. STC Cà Mau mua vào 6.730.000, bán ra 6.862.000. STC Huế mua vào 6.727.000, bán ra 6.863.000. STC Bình Phước mua vào 6.728.000, bán ra 6.820.000. STC Biên Hòa mua vào 6.730.000, bán ra 6.860.000. STC Miền Tây mua vào 6.730.000, bán ra 6.860.000. STC Quảng Ngãi mua vào 6.730.000, bán ra 6.860.000. STC Long Xuyên mua vào 6.732.000, bán ra 6.865.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.730.000, bán ra 6.862.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.728.000, bán ra 6.862.000. STC Phan Rang mua vào 6.728.000, bán ra 6.862.000. STC Hạ Long mua vào 6.728.000, bán ra 6.862.000. STC Quảng Nam mua vào 6.728.000, bán ra 6.862.000. Tiếp đến là giá nhẫn buộc số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này thì nhẫn buộc số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác thì cũng giảm khá mạnh. Biên độ giảm trong khoảng từ 104.000 cho đến 250.000 đồng trên mỗi lượng, hay là giảm trong khoảng 10.400 cho đến 25.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Nhận buộc số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.490.000, bán ra 5.590.000, giảm 25.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 4 số 9 mua vào 5.460.000, bán ra 5.560.000, giảm 25.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 24K mua vào 5.375.000, bán ra 5.505.000, giảm 24.800 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.985,4 nghìn, bán ra 4.185,4 nghìn, giảm 18.800 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 3.056,8 nghìn, bán ra 3.256,8 nghìn, giảm 14.600 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 10K mua vào 2.133,8 nghìn, bán ra 2.333,8 nghìn, giảm 10.400 ở chiều mua vào và chiều bán. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.